Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến thân thương đến tất cả quý bà con cũng như quý anh chị của kênh Toyota Bình Dương ha. Buổi chiều ngày hôm nay bên em lại vừa cập bến cho quý bà con và quý anh chị một mẫu Toyota Innova đời 2016 nha quý anh chị nha. Đấy, và lưu ý một điều là bản này là bản đủ nha quý anh chị, màu ghi vàng rất là đẹp luôn quý anh chị ha. Đấy, em đang đứng chỗ bãi xe của em. Xin nhắc lại là Toyota Bình Dương là một kênh bán hàng chuyên về dòng Toyota. Đặc biệt bên em bán hàng là bỏ tiền của mình ra mua về bán, không bán thuê và không bán mướn, không quay câu view câu like. Những sản phẩm bên em quay lên là đều có mặt tại cửa hàng của em ha quý bà con nha. Đấy, xe bên em bán cái đây là chỉ là bãi số 2 thôi, bên em có hai bãi nha. Bãi số 1 bên kia là chuyên để xe phơm mới đời cao, từ đời 17, 18, 19, 20, 21, 22. Đấy, còn bãi này là bán xe để những dòng xe cỏ từ 206 giá mềm, tầm tiền từ 150 đến 200-300 cho quý bà con mình dễ lựa chọn nha. Rồi, quay lại vấn đề chính ngày hôm nay. Đấy là mẫu Innova 2016E bản đủ đời. Xe cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn bên ngoài là nước sơn si của nó, là áo của nó là màu ghi vàng, biển Sài Gòn 51F69580. Một chủ mua mới từ đầu, mới cái ủy quyền cho bên em, là người đứng ủy quyền đầu tiên quý anh chị ha. Đấy, xe rất đẹp nha. Full mạ đồ chơi ốp chrome. Đấy, dán full phim cách nhiệt, đăng kiểm mới luôn nha quý anh chị nha. Đăng kiểm mới luôn nha quý anh chị nha. Nước sơn xì căng bóng luôn. Phim cách nhiệt là dán full hết luôn quý anh chị ơi. Đó, mâm R15. Đấy, xì nhanh gương là tai thỏ quý anh chị nha. Rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Lớp mới hết nha, năm quay lớp cùm hô nha quý anh chị nha. Đấy, mời quý anh chị đi một vòng quanh xe cùng bên em nha. Và bên em có chương trình hỗ trợ trả góp liên kết với ngân hàng đối với những chiếc đời cao, và những chiếc đời thấp thì bên em có hỗ trợ cho quý anh chị nợ lại vài chục triệu, không lấy lãi luôn nha anh chị nha. Đã, ví dụ anh chị thiếu 5, 6, 7, 80 triệu gì đó, bên em sẽ cho góp tay đôi với cửa hàng, không lấy lãi suất cho quý anh chị trong một thời gian ngắn nha. Đấy nha. Đấy, quý anh chị thấy không, xe cực kỳ đẹp luôn quý anh chị ơi. Đó, 2016E bạn đủ nha quý anh chị nha. 5 cái lớp mới tinh. Đấy, lớp cung hô nè, vừa mới thay luôn nè quý anh chị à. Đấy, rồi gương là gương dinh Toyota hết luôn nè quý anh chị. Đấy, 2016 đây nha quý anh chị nha. 1 năm 50 là bạn đủ nha. Đấy, tiền nào của đó thôi quý anh chị ơi. Mà bên em bán là bao giá mềm nhất thị trường cho quý anh chị luôn. Đấy, keo sùng chỉ là không đứt nối nè, những đầu ốc là chưa có dấu hiệu rắc lê luôn nè quý anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. 2016 nha, những nút chỉnh gương ha, tay lẫy cửa ha quý anh chị nha. Đấy, nội thất của nó là màu da bò, đấy, kem nâu. Đấy, vô lăng nè quý anh chị, đẹp tuyệt vời luôn quý anh chị ơi. Đó, hai túi khí an toàn nha quý anh chị, quá đẹp luôn nè. Đấy, những nút chỉnh đèn tắt lô đồng hồ đồ nè. Củ số nè quý anh chị, màn hình OLED nè. Đấy, màn hình OLED Pro nè. Rồi có camera hành trình nè. Đó quý anh chị coi, trần là trần nỉ nè, bọc túi bóng ni lông sạch sẽ nè. Đó, dễ vệ sinh lau chùi anh chị ha. 2016 nè, bản đủ nó được trang bị là cảm biến lùi sấy sưởi gương nè quý anh chị coi nè. Trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn quý anh chị ơi. 2016 e bản đủ nha. Một con xe gọi là tinh hoa luôn quý anh chị. Đẹp chưa, lớp mới kẻ vàng luôn nè. Xe này quý anh chị bỏ qua sản phẩm này là em nghĩ quá tiếc luôn quý anh chị, quá tiếc. Thực sự nó quá đẹp luôn quý anh chị ạ. Đấy, 2016 ha. Đấy, tiền nào của đó nha. Bên em là thượng vàng hạ cám nha. Em không nói là con nào cũng cộp nha quý anh chị nha. Có nghĩa là chiếc xe nào đẹp, cứng xe thì giá nó tới, con xe nào nó mềm thì em mua giá mềm, em bán giá mềm, chứ không phải là cô nói lúc nào xe mình bán ra cũng là cộp là nhất là không có nha. Xe mềm thì chất lượng nó mềm, lái xe cao thì chất lượng nó cao, tiền đến đâu thì sản phẩm mình đến đó nha quý anh chị em nha. Đấy, chứ không phải là em
tới là em nói rõ luôn xe này là có gì đủ hay chưa hay là như thế này, em nói rõ luôn đấy, không có giấu giếm gì hết đó quý bà con à. Tiền rẻ thì của rẻ thì giá nó rẻ thôi, chứ làm gì có mà quý anh chị bỏ cái ý định đó đi, đừng có hỏi vớ vẩn mấy câu tiền để biết cái giá thị trường. Người ta bán cùng một chiếc xe đó, người ta bán ví dụ như cùng một chiếc xe đó người ta bán 300 thì giá nó phải khác, thì chất lượng xe nó phải khác. Cùng một chiếc xe đó người ta bán 200 mấy thì chất lượng đó người ta đảm bảo cho mình là bao xài bao lên đời, không đâm đụng thôi, chứ đòi hỏi hỏi cái gì mà tùm lum tè la hết. Hỏi tùm lum tè la thì đi mua con xe 300 đi, đúng không quý vị? Đấy, mình phải đảm bảo số tiền đi đôi với chất lượng sản phẩm nha quý anh chị nha. Đấy, 2016 nè, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, giá bán rất cực kỳ êm luôn. Thấy không? Xe đẹp quý anh chị coi nè. Đó. Chiếc này em bán cho anh chị luôn, giá phá giá thị trường luôn. Thị trường người ta bán 36, 37 nè, em bán cho anh chị nè 339 triệu thôi. Đó, em đã canh cái giá thị trường rồi quý anh chị à. Con này cam kết với quý anh chị là không đâm ve, không ngập nước, không thủy kích, máy số dinh. Đó, thấy chưa? Giá quá mềm luôn, 339 triệu quý anh chị. Đó, được là 2016 luôn. Đó, giá này là quá đẹp luôn quý anh chị. Gầm bể tuyệt vời. Gầm bể 7 màu cho quý anh chị luôn nha. Gầm bể của nó nè. Đây, quý anh chị coi giùm em nè. Đó, mâm đúc nè. Gầm bể đẹp chưa? Đó. Tem ủ cầu là còn đầy đủ hết đó, không mục mọt, không rỉ sét cái gì hết. Xe quá cứng luôn quý anh chị. Giá lại mềm nữa nha. Giá lại mềm, cực kỳ mềm luôn. Quá đẹp. Đó quý anh chị coi nè. Đấy. Ốc kè bô chưa mở nè. Keo sùng chỉ nè. Đó quý anh chị thấy không? Đẹp tuyệt vời chưa? Đấy, bên em bán là sản phẩm nào rồi nói sản phẩm đó nha. Đấy, phanh ABS nè, còn dấu QC của nhà sản xuất nè. Quý anh chị thấy chưa? Đẹp như thế này thì còn gì đó vàng nữa quý anh chị. Đó, đẹp như thế này thì còn gì đó vàng. Đó, keo sùng chỉ của nó nè. Quý anh chị coi giùm em nè. Đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Quý anh chị nè, đinh bon nè. Đấy. Ốc vàng cò chưa ra nè. Đấy, ốc vàng cò chưa ra nè. Đó, ốc vàng cò chưa ra nè. Bông tâm của nhà sản xuất nè, QC đồ đầy đủ hết nè. Bông tâm két nước nè, quý anh chị coi nè, thấy chưa? Két nước rin nè. Ở 2016 đẹp như thế này mà giá em bán cho quý anh chị bao nhiêu? 339 triệu. Thì quý anh chị còn cái gì nữa mà không nhanh tay alo cho em. Số điện thoại là 0972 147 247 nha. Rồi, sản phẩm giá rẻ nữa nè, 2008 nè, phiên bản G nâng G nè, để cho quý anh chị mình có 158 triệu thôi. Đấy, 158 triệu thôi. Đó. Giá quá mềm luôn quý anh chị ơi. Thấy chưa? 158 triệu thôi nha. Đấy, 158 triệu thôi. Quá rẻ. 2014 nè, bản E chung nè, chỉ có 245 triệu thôi nè. Đấy. HG217 nè. HG217 nè, 239 triệu nè. Đấy. Đấy, 212 thì em có một cặp luôn nè, tầm 270-280 nè. Đấy, thấy chưa? Biển 61 nè, biển 51 nè. Đấy, những chiếc này em có quay clip chi tiết hết á. Đấy, em chỉ quay báo giá lại cho quý anh chị thôi. 208 nè, 208 nè, biển 68 nè. Lanh quanh 2 đồng nè. Đấy, thấy chưa? Rồi, 2011 nè. 2011 hôm qua mới quay chi tiết nè, 239 triệu nè. Rồi 208 số tự động nè, chỉ có là 268 triệu thôi nè. Đó. Rồi 208 nè, siêu cộp nè, 225 triệu nè. Đấy, đầy đủ hết nha. Nhớ đăng ký kênh và follow kênh để cập nhật những video clip tiếp theo nha cả nhà nha. 0972 147 247 nha quý anh chị nha.